cái việc làm sạch da là một cái việc làm đẹp cho da đó mọi người. Mọi người nghĩ chỉ đơn giản là cái việc làm sạch da thôi chứ nó sẽ không có làm đẹp cho da, đó là sai nha. Làm sạch da là mình sẽ làm đẹp cho da của mình, da mình có sạch thì nó mới đẹp được. Thì mình lấy một cái lượng sữa rửa mặt như thế này thôi. Cái tiếp sữa rửa mặt này là Phương Lê đang sử dụng cái sữa rửa mặt chống lão hóa nha mọi người. Sữa rửa mặt chống lão hóa là một cái dạng sữa rửa mặt mà rửa mà nó vô cùng sạch. Nó sạch cực kỳ sạch luôn, mà nó có thành phần giúp cho cái làn da của mình nó sạch sâu và mềm. Sau khi mình rửa mặt rồi á thì cái da của mình nó rất là mềm mại và nó giúp cho cái làn da của mình không có khô ráp giống như những cái sữa rửa mặt khác. Và cái việc mà nó sạch thiệt là sạch là cái làn da của mình rất rất là cần luôn nghe tất cả các chị em. Cái sữa rửa mặt này á là một trong một những loại sữa rửa mặt á mà Phương Lê cực kỳ khoái nó luôn, mọi người biết sao? Vì rửa là nó sạch sạch bông lên trên cái da của mình, và đặc biệt á là mọi người biết không? Rửa xong là cái da của mình nó không có bị khô ha. Và cái sữa rửa mặt này nó khác cái sữa rửa mặt của người khác, là có nghĩa cái sữa rửa mặt của người khác á mình rửa một một phút 30 giây thôi, nhưng mà cái sữa rửa mặt này mình rửa 3 phút trên da của mình nó cũng không sao hết đó. Mọi người thấy an toàn không? Hôm nay xài lép hết hết trơn luôn rồi nè. Hết rồi, sắp tốn tiền rồi, chắc cái này xài thêm khoảng 2 ngày nữa là hết rồi đó mọi người. Cái sữa này rất là tốt, nó có hai dòng nha mọi người sử dụng cái dòng trắng sáng thì cũng được, dòng chống lão hóa, dòng trắng sáng thì cũng được đó. Bây giờ Phương Lê sẽ làm ướt tay, rồi Phương Lê sẽ rửa mặt. Sáng ngủ dậy là mình phải rửa mặt cho thật chuẩn, buổi tối là mình rửa mặt sạch rồi đúng không mọi người? Buổi tối ngày nào cũng tẩy trang rồi tuần nào cũng tẩy, thế là kết hơi 3 lần rồi rửa mặt cho thật sạch. Mình làm như vậy biết là cái da của mình nó sẽ đẹp. Mọi người thấy là cái da của Phương Lê hồng ngày trước là da của mình bị nám, thấy ghê cũng chết luôn, bị nám, bị sần nè, rồi bị sạm, bị đen thui à, mà bây giờ cái da của Phương Lê mọi người thấy là da Phương Lê rất là ok đúng không? Thì do Phương Lê có một cái quá trình mà Phương Lê chăm sóc cũng tương đối rất là kỹ đó. Một ngày Phương Lê chăm sóc 2 lần sáng tối, cũng như rửa mặt rồi dưỡng da nè, rồi Phương Lê chống nắng rất là kỹ mọi người. Phương Lê chống nắng rất là kỹ, cái việc mà mình không có chống nắng á mọi người là sẽ hư da nha. Mình dưỡng da cỡ nào mình không chống nắng là sẽ hư da đó. Mọi người rửa mặt á thì mọi người nhớ là mình rửa kỹ, nhất là mấy cái khóe này nè, mấy cái khóe này nè mình rửa không có kỹ, đây là vi khuẩn đó. Tại vì thật ra là mình nghĩ là cái mặt của mình nó rất là sạch, không có đâu. Trời ơi, mình đi ra đường mình thế này thế nọ, mình hả da va chạm rất là nhiều thứ hả, nó tác hại. Giống như mình đi ra đường lỡ mà gơi một cơn gió thôi là hả, thổi vô mặt mình vậy nè, là đó là khói bụi vi khuẩn dữ lắm. Nên mình rửa mặt mình phải rửa cho sạch. Hai cái vùng này rất là dễ bị mụn cám như tất cả các chị em. Mình rửa mặt cho thiệt sạch, rửa mặt phải rửa, phải rửa cho, phải rửa cho sạch. Để Phương Lê quay cái này lại cho mọi người coi. Phương Lê rửa mặt, phải rửa cho thật sạch chứ Phương Lê nè. Rửa sạch như vậy đó, thì cái da của mình nó dưỡng, nó mới ăn, nó mới thẩm thấu mỹ phẩm nữa. Hất người qua da mà ăn, ăn mỹ phẩm đó, ăn dưỡng chất đó. Thật ra là cái da của mình nó khi mà nó sạch đó mọi người, nó ăn dưỡng chất, nó thấm dưỡng chất dữ lắm. Nó thấm như mình tho tới đâu là thấm, nó hút chiều tới đó là đã lắm mọi người. Còn khi mà cái da của mình nó không có sạch á, rồi mình ho cái nó cứ không có thoa thắng hút đâu. Vì vậy mà tất cả các chị em phải rửa mặt cho thật sạch, lau cho thật khô như Hương Lê là được. Mà rửa là nhớ nha, rửa là bằng nước thật là nhiều nước Hương Lê nha. Đó, mọi người thấy không, sau khi Hương Lê rửa mặt thì mọi người nhìn thấy cái da của Hương Lê đây, Hương Lê lau cho mọi người coi. Trời ơi Phương Lê, sao Phương Lê không làm gì vậy, vậy mà Phương Lê làm mạnh quá. Thật ra là Phương Lê hả là cái người nó không không có điệu đà được. Cái người nó rất là đó, mọi người thấy không? Thấy cái da của Phương Lê sau khi Phương Lê rửa mặt không? Rất sạch không? Rất sạch đúng không? Mình rửa mặt sạch như vậy đó thì mình phải rửa mặt sáng, ngày nào cũng phải rửa bằng sữa rửa mặt giùm Phương Lê nha. Mọi người hãy chọn cái sữa rửa mặt này đi. Sữa rửa mặt của Chonami thì một cái tiếp như vậy nó bự lắm, trăm một tới 150 gram lận, trời ơi, xài hả? Nhiều mấy tháng mới hết rồi đúng không? Mọi người đã xài rồi mọi người biết đúng không? Xài mấy tháng mới hết á. Cái dòng này là dòng chống lão hóa nha tất cả nhà. Hàng chống lão hóa này thì 25 tuổi trở lên là mình xài nha. 25 tuổi trở lên là bắt buộc phải xài đó. Mọi người nhớ dùm Phương Lê là sữa rửa mặt là cũng cần phải rửa một cái loại sữa, một cái loại mà nó tốt nữa. Đừng có giao cái nhan sắc của mình trong cái sự chủ quan của mình nha. Phương Lê khuyên mọi người như vậy đó.